Hạnh phúc á, là từ ở trong tâm chúng ta mà ra. Và khổ đau á, nó cũng từ ở trong tâm mà ra. Muốn có hạnh phúc á, là quay về tâm, nuôi dưỡng tâm, chăm sóc tâm thì sẽ có hạnh phúc. Muốn hết khổ đau thì cũng quay về tâm, chăm sóc tâm, hiểu tâm, chuyển hóa những phiền não ở trong tâm thì sẽ hết khổ đau. Nó được tóm gọn trong giáo lý tứ diệu đế. Khổ và nguyên nhân của khổ, Đức Phật có nói nguyên nhân của khổ là ở bên ngoài không? Đức Phật có nói nguyên nhân khổ đau là tại người ấy không? Không. Trong cái sự giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật không hề nói khổ đau là do định mệnh. Đức Phật không hề nói khổ đau là do số phận, là nghiệp lực. Mà khổ đau là do chính chúng ta, mà nghiệp lực cũng là chính chúng ta tạo ra, chứ không phải là người khác tạo ra mà chúng ta phải lãnh chịu. Và khổ đau từ ở trong tâm, cho nên không thể nào dùng những cái liệu pháp ở bên ngoài mà có thể làm cho chúng ta hết khổ đau được. Muốn hết khổ đau thì phải quay về tâm, có mặt với tâm trước, thường trực có mặt với tâm, quan sát những diễn biến của tâm, theo dõi những vọng tưởng ở trong tâm, những cảm xúc ở trong tâm, và không trở thành nạn nhân của nó. Tức là học cách đứng qua một bên để quan sát những tiến trình tâm lý hay là những phiền não nó đang diễn ra, mà không trở thành nạn nhân của nó, không đồng nhất với nó, không tiếp tục cung cấp thức ăn cho nó. Tức là chúng ta tạo ra một năng lực tỉnh thức nơi chính mình, một sức mạnh nơi nội tâm, thì khổ đau sẽ chấm dứt. Hiện tại thầy Minh niệm có một cuốn sách tên là Hiểu Về Trái Tim, Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc, rất là hay và rất là sâu sắc. Các bạn vào shop để tìm mua và đọc nhé.